Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục lên một số các hãng giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con, anh em nào yêu thích con nào có thể chọn mua ủng hộ luôn. Trước tiên thì mình quay một bầy cá bột nha anh em. Bầy cá bột này thì size tầm cỡ con út nha. Đây, này là mình quay gần nha anh em. Đây mình có ướm thử con út vô cho anh em xem. Này bầy thái đỏ châu, cá ăn rất là khỏe luôn. Mấy con này thì anh em có thể nuôi chung nha, nuôi chung tầm 1-2 tuần gì đó thì mình nên tách ra tặng cho con cá nó phát triển đầu tốt hơn nha. Mới nhỏ nhỏ mà đã ửng đỏ nha. Cái này là giá 20k một con, ship xa từ 5 con trở lên nha, phí ship tới nhà là 30k. Anh em nhận cá trả tiền cho shipper nên rất là dễ. Một số anh em nào đã mua rồi thì cũng biết cách rồi đó. Ở đây do mình quay cái đèn của điện thoại vô nha nên anh em thấy cái điểm trắng của mắt cá. Chứ mắt cá thì mắt màu đen nha, viền phía ngoài màu đỏ, là đặc điểm của cái dòng thái đỏ châu. Tiếp theo là một bầy cam pha nha anh em. Cam pha này thì nó có nhiều màu mắt nha. Mắt trắng cũng có, mắt đỏ cũng có, mắt cam cũng có, mắt vàng cũng có. Nói chung là ở cái giai đoạn này thì màu mắt nó cũng chưa ổn định lắm nha. Này là giá 50k một con. Anh em mua ít nhất từ 2 con trở lên thì mình ship tới nhà. Ship tới, phí ship tới nhà là 30k nha anh em. Bài này số lượng tương đối cũng ít nha. Nên anh em nào thích dòng này thì tranh thủ mua. Đây, anh em so sánh hai bộ châu nhìn khác rất xa nhau nha anh em. Bài này size thì cũng tầm con út trở lên nha. Cá này thì đem về thì tách phơm sớm nha anh em. Đừng để nuôi lâu quá, nuôi chung lâu quá mình tách nó chậm lên đầu nha. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số cá có đầu sẵn cho anh em lựa luôn. Bữa nay mình quay cá cũng hơi nhiều nên mình quay hơi nhanh nha anh em. Thì anh em nào chốt con nào thì qua bữa sau thì mình có thể quay kỹ lại cho anh em xem. Còn anh em nào ưng ý thì chốt luôn cũng được. Đầu tiên mình quay mã K1 nha. Con này size tầm 2 ngón nha, size tầm 2 ngón thôi. Con này đầu đang bung nha. Mấy con này thì anh em chịu khó thúc tép vô đầu nó lên nhanh lắm. Giá 120k. Đây, kế bên đây có một cái con cá châu sọt nè. Này mình bắt cho khách nó bị dư, mình thả vô cái ngăn thử mới có 2 ngày mà đầu nó đã bốc lên nha. Bầy châu sọt này còn cũng khá nhiều nha, anh em nào chưa có sọt thì nên chọn mua một vài con nha, giá cũng khá rẻ luôn, mình bán chỉ có 30k một con. Nhiều khi kiếm cá sọt không ra nha anh em. Đây cá sọt còn tầm 30-40 con gì đó. Theo mình quay mã K2. Mã K2 giá 160k. Con này đầu đang lên, mắt vàng nha anh em. Mắt vàng mà nó ngã phần trắng hơi nhiều. Con này đẹp nha. Nhiều khi cái mắt vàng không có nha. Đây con này mắt vàng nha anh em. Mấy con này nữa lên bộ con mắt nó rất là ngầu nha. Con này đầu đang bốc rất là đẹp nha. Tiếp theo mình quay mã K3. Con này cũng mắt vàng luôn. Giá 200k. Đây màu đỏ nha, cá sung cực kỳ luôn nha. Ở đây mình cho ăn tép nha anh em. Thì anh em có thể cho ăn thức ăn ở đây, thức ăn mình cũng có tập ăn rồi nha.
thức ăn tép, sâu, dế và tim bò. K3 khá đẹp nha. Đối với mấy con đầu càng to thì anh em ship xa thì lưu ý khi nhận cá nha, đầu nó sẽ xịp nha, mình đâu đó báo trước nha, đầu nó sẽ xịp đi một chút, màu nó cũng tuột bớt nha. Quá trình vận chuyển thì bắt buộc con cá nó phải sốc rồi. Anh em về dưỡng khỏe chừng 3 đến 4 ngày thì cá nó căng lại bình thường nha. Quá trình vận chuyển thì ít nhiều thì cá nó cũng bị tuột màu nha. Kế tiếp là mã K4 giá 200k. Con này hái đỏ trâu nha. Đây mã K4 đây. Giá 200k, đầu tròn. Màu đỏ nha. Ở trong cái hồ này mình ngâm lá bàn nha anh em. Lá bàn nước nó hơi nhà, bởi mình nhìn nhiều khi cái màu nó không có tươi. Con K4 giá 200k. Đây mấy con này mình chuyển hồ mà nó ba hồi lên ba hồi xuống thì mình không có quay nha. Con nào nó lên ổn định thì mình sẽ quay cho anh em lựa. Với lại một số con nào nó chuyển hồ mà nó muốn bị nắm mình cũng không có quay được nha. Tại vì nhiều khi anh em về không biết đường chị nắm cái về gặp hồ lạ nữa là không được. K5. Con này mắt vàng rất đẹp luôn, giá 220k. Size tầm 2 ngón nè. Con này đầu trâu đẹp. Đối với mấy con cá nhận về anh em nếu mà có sưởi thì anh em ghim sưởi ấm vô nha. Nhiều khi về hồ lạ nước lạnh là qua bữa sau nó bị nấm liền luôn. Con này đầu tròn nha, đuôi kỳ rất là đẹp luôn, mắt vàng, size tầm 2 ngón. Mã số K5 giá 220k. Thông thường thì mấy con size tầm 2 ngón này về ship rất là dễ nha anh em. Mấy con tầm 3-4 ngón trở lên thì ship xa rất là khó nha. Xa thì nó về hồ nó bị chết rất là nặng luôn. Con này nó phóng qua hồ bị cắn nè. Tiếp theo mình quay mã K6 giá 120k. Đây con này phù hợp với mấy anh em nào mới tập nuôi luôn, ngán tiền mua con này nha. Con này nó cũng chung giống với mấy con mắt vàng nha, mà nó không có được mắt vàng, nó mắt đỏ. Được cái hình nó tròn nha, dáng nó tròn nha, đuôi to, đầu thì đang bóc vì chịu khó thúc mồi thêm. Kế tiếp mã K7 giá 150k. Đây con K7 size cũng gần 2 ngón luôn, giá 150k. Con này về thúc thêm từng lễ đầu tròn vo nha. Ở đây mình cũng không có thời gian để thúc nó lên nhiều nữa, mỗi ngày mình chỉ cho ăn được có một cử thôi. Với lại không có đủ hồ để gọng để phơm cho nó bự lên thêm. Mã số K8 giá 160k. Con này mắt vàng đẹp. Con K8 mắt vàng đẹp nha anh em, ủ trâu cũng khá đẹp luôn. Mấy con này thông thường thì đầu nó sẽ lên chậm hơn mấy con thái đỏ trâu nha. Nhưng mà được cái thì lớn lên thì nếu mà ở đầu lên cao thì rất là đẹp luôn. Pha lẫn mà mắt vàng nữa thì tuyệt vời luôn nha. Tiếp theo mã K9 giá 150k.
mắt vàng. Con này size hơi nhỏ nha anh em. Con này size nhỏ hơn mấy con này tí nha. Con này tầm 1,5 ngón. Đây anh em nào ngán tiền mua con này nha. Con này mình thấy cái bộ má phía trước nó được pha một ánh vàng vàng rất là đẹp nha. Đây mã K9 giá 150k. Con này size nhỏ nha anh em. Tiếp theo mình quay mã K10 giá 180k. Con này đầu tròn xe luôn, size tầm 2 ngón nha. Tầm 2 ngón thôi. Màu rất là đỏ luôn nha. Đây con K10 nè. K10 xung cực kỳ luôn nha. Đối với cho ăn tép thì đối với những con tép này thì anh em nên cắt ra lòng 2 nha. Nãy có tép với các lòng 2 mình quên, mình lấy ngay con tép còn nguyên. Thông thường đối với tép cho ăn thì anh em rửa sơ qua nước muối nha, rửa sơ qua thôi nha. Rồi xong đó sau đó mình xả lại nước bình thường nha, không có ngâm muối lâu quá nha. Tép mà ngâm muối lâu quá mình cho ăn là con cá nó bị nấm liền nha. Con này cho qua nha, con này mấy bữa nay màu nó ba hồi đỏ thì ba hồi đen lộn xộn hết trơn, mình chưa có quay được nha. Bỏ đi để vài bữa nó ổn định mình sẽ quay cho anh em. Tiếp theo mã K11 giá 160k. Con này mắt trắng nhã vàng nhẹ nha anh em. Giá 160k. Rồi cái bộ trâu 11 nó ánh kim rất là đẹp nha. Thường mấy con mắt vàng bộ trâu nó có độ ống ánh hơn mấy con thái đổi trâu nha anh em. Con này cắn lộn sôi đen mỏ hết trơn, mình cho qua nha. Tiếp theo mã K12 giá 150k. Đây con K12 nha. Con K12 trâu sáng nha. Đây, mấy con này mình khều qua cho anh em xem rõ hơn nha. Nhiều khi mình cho nó ăn mồi cái nó chạy vô trong núp. Đây mã K12 đây. Bộ trâu đuôi kỳ xè nè, rất là đẹp nha. Giá 150k. Rất là rẻ luôn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số cá còn lại.